Xin chào tất cả mọi người, hôm nay gia đình nhà mình lại đang đi đến một cái nhà hàng gần đây này, nhà hàng Thái mọi người. Lần đầu tiên cả nhà mình đi đến ăn món Thái ngay ở nhà mình, cho nên mình sẽ đi bộ nhé. Đang chưa đến 6 giờ chiều, thời tiết vẫn còn nắng nắng. Hai đứa mới đi học về cho nên gọi về rửa chân rửa tay sau đó mình đi luôn. Đi qua cái chỗ này toàn đây là những cái quán ngày xưa mọi người, những cái bác có tuổi bác cái hay sử dụng ấy, già người già thôi chứ còn người trẻ thì người ta không đến đây, nó rất là cũ kỹ rồi, lâu đời rồi. Hãy đi bộ tầm khoảng 5-10 phút là đến mà. Đi qua cái chỗ này thấy có một cửa hàng xe máy mọi người, toàn xe máy cũ đó. Đây này, cực kỳ là hiếm luôn. Những người đi giao hàng thì người ta mới sử dụng xe máy, chứ còn bên Hàn thì người ta toàn đi ô tô mọi người. Đó, tại vì đường xá nó cũng nguy hiểm ấy. Còn đây là chỗ bán sửa đồ điện tử này, máy giặt các thứ. Đó, đồ cũ đấy, cũng rất là hiếm, theo cái khu nhà mình có mỗi cái chỗ này thôi này. Rồi, bây giờ mình đã đến nơi mọi người ơi. Cái chỗ này á, nó không chỉ là một nhà hàng Thái Lan, nó còn là một cái trung tâm văn hóa đó mọi người, của các nước trên thế giới, cả, hình như có cả Việt Nam mình nữa đó. Ở ngay trong một cái ngõ hẻm này. Bây giờ mình sẽ đi vào bên trong nha mọi người, để xem là nhà hàng Thái có cái gì không. Đây, em Minh Trung là đã đứng ở đây để mở cửa cho mẹ vào. Khá là sạch sẽ mọi người. Đó, không gian nó rộng chưa này, mình cứ tưởng nó nhỏ nhỏ, hóa ra là cũng rộng á. Đó, trong đấy là đây. Đi vào đây. Ba bố con nhìn cái này đang đợi rồi. Đấy, rộng chưa. Khá là sạch sẽ nha mọi người, biết là bốn xung quanh người ta trang trí như này, đấy hoa hết đẹp chưa, ui rộng dã man luôn, không biết là có nhiều người Hàn đến đây ăn không biết, mình cũng lần đầu nhưng không biết luôn. Những người mà cả người ta đi du lịch ấy, du lịch Thái, người ta ăn những cái món Thái người ta nhớ là người ta đến đây người ta ăn, thấy đọc ở trên mấy cái trang mạng ấy, thì người ta nói như vậy. Chỗ này trang trí cây xanh này, không gian nó rộng như còn mở quán cà phê cũng được này. À, ngồi đi uống cà phê ăn phở Thái, lẩu Thái nha. Còn ở bên trong đây có một chỗ bán quán cà phê mọi người, nhưng mà mình không thấy là người ta đóng cửa dưới sao ấy. Còn mấy cái ghế này là cho những người mà có trẻ em đi cùng ấy. Đây, cái khu vực này là quán cà phê nho nhỏ này, nhưng mà bây giờ người ta đóng cửa chắc là chỉ mở tối thôi hay sao ấy. Khá là rộng luôn, mà mình đi cái giờ này thì không có khách mấy, có mỗi nhà mình với một cái bàn kia thôi. Nhà bếp cũng rộng rãi sạch sẽ luôn. Nhà bếp hình như chỗ này có cả quán chung ấy, sao mình thấy có tiếng chung nhỉ, và chia thành, nhưng mà lại không có quán Việt Nam mình nhỉ. Cái chỗ này nhiều người Việt đến đây lắm mà không thấy có quán Việt. Còn đây là menu đấy, nhà mình sẽ ăn cái món này này. Cái món này là cái món rất là nổi tiếng mọi người ơi, tôm nhâm cúng, không biết tiếng tôm Việt mình gọi là cái món gì cơ. À, với lại mình nhà mình gọi ba món, một món mì xào nữa này, còn đây là một món cơm, cơm xào. Xem là như thế nào. Thành Vinh Chu này đến phát là chụp hình nha mọi người. Ý, trẻ con hay nhỉ. Đúng, còn nhà mình nó là một cái đứa lười ăn mọi người, rủ nó ra đây mà phải nịnh mãi nó mới đi ấy, nó bảo con không ăn được những cái món đấy, thế là phải ép. Và phải ăn thử chứ, thường thường những cái món Thái này mình phải đến tận Thái mình mới ăn được, nó có cái nhà ngay gần nhà mình cũng ăn, nó phải là phí không. Thế là bố nó cũng khuyên ăn thử cho nó biết. Chồng mình đang vừa xem tin tức thời sự. Minh Chu đang ngửi mấy cái gia vị này. Ở đây người ta cho gia vị nhiều lắm mọi người, mà cũng không rõ là cái món gì nữa. Minh Chu. Ôi giời ơi, đây này, đầy nắng hẳn hết bếp này, khẩu trang này, biết chưa? Chưa ăn đã uống nước rồi, chết rồi. Rồi bây giờ món ăn đã ra. Ủa, hả nào? Món đầu tiên là món cơm. Cơm xào tôm mọi người ạ. Wow. Đầu tiên là thấy có hai con tôm to đùng mọi người. Rau thì người ta chỉ có xà lách thôi nhỉ, chứ không có dưa. Không có dưa như ở bên món Việt mình ấy. Đó, khá là to. Đợi thêm mấy món ra nữa xong rồi mình ăn cùng. Tiếp theo là món mì xào mọi người ơi. Mì xào tôm này.
chứ không có hải sản. Thực ra là mình muốn ăn các loại mì xào hải sản ấy, nhưng mà không có, nó chỉ có mỗi cái tôm này thôi. Nên là đã gọi thử xem nào. Ở đây thì người ta cũng cho hẹ này, giá đỗ này, có để mấy cái này là gia vị gì ấy. Hình như là ớt bột hay sao mình không rõ. Nhìn thì khá là hấp dẫn, không biết như thế nào. Đây, ăn thì ăn thử xem có ngon không. Hai con tôm to ở bên dưới hình như không có hay sao ấy, cho hai đứa mỗi đứa con. Bố mẹ nhịn mạnh lên. Đông gân để làm cái gì cũng cẩn thận, từ từ nó vỡ cũng được có sao đâu. À không phải là hai con mà nó có mấy con luôn. Đấy, mình chưa bảo là mẹ nhìn con gắp như này này, con xúc như này. Xíu mà chỉ biết rồi. Cho nên này. Ôi Minh Chu nó sành ăn, nó nắp ăn. Cả dưa leo nó lại không ngon bạn thế hả? Ăn thử mấy cái món này trước, tại vì cái món kia hình mình nghĩ kiểu nó dạng lẩu hay sao ấy. Nó hơi chậm chậm. Đây của em Minh Chu đây, ăn đi. Ngon không? Nói chung là thằng Đông Gơn nhà mình nó không ăn được cái rau mùi mọi người, cho nên là vừa nãy mình đã bảo người ta là bỏ hết cái rau mùi ra ấy, tại vì sợ nó hơi nó không ăn được. Chồng mình ấy, chồng mình thì tò mò mấy cái món gia vị. Trước đây là hồi trẻ là anh đi du lịch Thái rồi, người Hàn ấy nhiều người đi du lịch Thái lắm mọi người, nhất là đi tuần trăng mật ngày xưa kiểu nó rẻ đấy, nhiều người đi lắm. Ngon. Ken là biết rồi đó. Rồi cuối cùng là cái món này, lại quên tên rồi. Wow, trông lạ chưa? Ở trong người ta có cái lửa như này để cho nó nóng hay sao nhỉ? Rồi nhà mình chưa biết ăn bao giờ, chưa ăn bao giờ luôn. Ta không có thấy có hải sản, tôm nước gì nhỉ? Ông bà, chồng mình bảo là phải đợi tí nữa chứ chưa được. Người ta làm có cái nồi hay chưa mọi người? Lửa ở bên trong. Bây giờ mình sẽ ăn thử cái món mì mọi người. Nhìn cũng khá giống món mì của Việt Nam mình. Nó cũng kiểu dạng sợi sợi to to dài dài. Ngon không? Cái này tôi ăn đấy. Còn cơm thì chưa ăn. Cũng kiểu giống hương vị của Việt Nam mình, không khác mấy. Cái nào? Bứt. Quay không? À bắt chưa? Chẳng quay cho bố. Thăng nhớ rồi. Thử vào đông rồi. Ông ơi. Cho nó ăn cho nó biết vào dầu món ấy. Cho ăn nhiều. Có là sườn. Tía thì bị bỏng lên mọi người. Ăn từ đây là mình thử ăn cái món này. Mọi người vừa nãy mình thử cái này á, thì mình thấy là không biết là phải là cái lẩu Thái không nhỉ. Ngố ơi là ngố luôn. Tại vì ở bên tiếng Hàn người ta lại gọi theo cái tiếng gì ấy, mình cũng không biết. Mà không biết là phải Việt Nam mình gọi là lẩu Thái không. Nhưng mà không có hải sản, chỉ có tôm là nhiều thôi mọi người. Đây này, nấm này, cà chua này, tôm. Nhưng mà cái vị cũng chua chua nhá. Chua chua giống lẩu Thái. Đấy, Minh Chu nữa này. Ăn thử để cho biết. Ăn tìm cho Minh Chu mấy con tôm, nó thích ăn tôm. Đây rồi. Đấy. Tôm con nào con đấy to mà nó mềm lắm mọi người. Nó không có giống chỗ dai dai như kiểu tôm Hàn đâu nhá. Cà chua thì người ta để nguyên bổ đôi như thế này. Chồng mình anh ăn bảo là bình thường cái món này. Có cái món cơm xào thì ngon, cho nên là mình đã gọi thêm một món cơm xào rồi. Đó. Đây, ăn thử mấy cái miếng này. Đông Quân này ổn thế? Nạp có gì hả chị? Đang hỏi Đông Quân ăn cái món lấy lẩu thì nó như thế nào? Thằng kia nó kén lắm đó mọi người. Hả? Nhưng mà hơi mặn. Hơi mặn rồi. Đi chơi. Xem của bài sắc. Có tôm có ngon. Bài sắc mình chấm. Ok.
món này mọi người. Người ta cho nhiều nấm lắm. Nấm này, tôm vị các loại nấm, rau không có gì hết. Hải sản không có. Nhìn rau xanh cũng không có luôn. Chồng này anh cho mình một con tôm ăn thử. Cũng chua chua. Chua chua bằng đậu Thái. Ờ, hơi mặn à? Hơi mặn, hơi mặn. Sao nó nhiều nấm, bao nhiêu loại nấm luôn. Bà mua cái này anh chỉ ăn cho mặt cơm này bên mì luôn. Còn cái món này mà nó có thể không hợp. Mình con tôm. Tôm mình ngon, tôm nào cũng ngon luôn. Chồng mình thì anh bảo là gọi phí. Phải gọi một lần biết chứ có biết cái món này là món nào đâu. Có chị ạ? Rồi mọi người, sau một thời gian thì bây giờ nhà mình ăn xong rồi này, nói chung là thừa khá là nhiều. Nhất là cái món kia không ngon. Không có hợp với khẩu vị của mình ấy. Thế mà người hàng người ta ăn, ai người ta cũng khen rồi ạ. Bây giờ ăn xong mình sẽ đi lên đây tìm hiểu mọi người ơi. Ở đây có cả Việt Nam nữa này. Đó, xin chào. Ui, sao lại tắt điện rồi. Đây, có những cái văn hóa của từng nước một đây này mọi người ơi. À, như là kiểu trưng bày ấy, khu nơi trưng bày á. Ai lên tầng 2. Thực ra cái giờ này là người ta không có người hướng dẫn rồi. Tại vì mình đi muộn. Ui giời, đông người nhảy hết như kìa. À, chứ nếu mà mình đến sớm là sẽ có một người người ta hướng dẫn nha mọi người. À. Đây. Bên trong có lần đầu mình đến luôn đấy. Nhân viên các thứ là người ta về hết. Đây, ui đứng đây mà chụp hình hơi đẹp. Eiffel Tháp. Đây. Ừ. Ở các khi mua được chưa? Bây giờ mình sẽ đi vào bên trong cho mọi người xem có cái gì hay ho không. Xem là bên Việt Nam mình có cái gì ở đây không? Dạ. Rồi ông nhìn này mà Hồ Chí Minh trời không phải. Anh bảo đây là của Hàn Quốc hay sao ấy chứ. Đúng rồi. Sao? Đây Việt Nam, chưa chị. Việt Nam áo dài. Việt Nam áo dài trong đi vào trong kia mới thấy mọi người. Mình chưa bảo là trong đây có đồ áo dài của các nước này. Để xem mà có đồ Việt Nam không? Có áo dài của Việt Nam không ta? Cho mình cho mặc thử. Khá là nhiều luôn. Ra cái khu này thì người ta sẽ trưng bày tiền của các nước mọi người trên thế giới. Đó, Việt Nam mình là ngay đầu này. Rồi cái tờ 200 kia là cái mình hồi nhỏ là mình cũng 200 này, 2000 này. Đó, tầm 1000 nữa này. Rồi bao nhiêu năm không nhìn thấy luôn. Còn đây là tiền Trung Quốc, Hàn Quốc. Hey. Hàn Quốc thì lại tiền ngày xưa chứ không phải là cái đồng tiền bây giờ. Đó, nhiều chưa? Người ta trưng bày đủ hết rồi. Chỗ này là áo dài. Tà áo dài Việt Nam mà mình lại không biết cách bật điện ở cái chỗ này này. Người ta để ở đâu cái chỗ không thấy cái công tắc. Áo dài Việt Nam màu đỏ đẹp chưa? Đấy, trưng bày như này này. Đây là của Hàn. Cổ hàng ngày xưa thời vua chúa nó mặc như thế này này. Ngay đây thì có một con bò hay con trâu này, con bò.
Gì vậy? Mình đồng quân. Cái gì đấy? Hả? Đây là sợ đau ta? Ui, cái mặt sợ chưa? Đâu vậy? À, ui sợ. Chồng mình bảo là mình thò tay vào mình sợ. Chính là gì? Hát chuẩn 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 là gì? Trời ơi mọi người, đi vào trong đây thấy có mấy cái áo dài mặc này. Ui hồi, nó hơi chật tại vì mình dạo này béo hay sao, hơi chật một tí. Ở đây là Minh Chư. Minh Chư có dài được chưa? Minh Chư là vừa luôn, còn mình thì hơi chật một tí, nó lại kiểu thấp. Ui, Minh Chư đẹp đấy.